class. Chào mừng tất cả các em đến với bài học hôm nay của hệ thống Anh ngữ quốc tế Sydney cùng với cô Hương. Tuần trước, chúng mình đã học cách hỏi và trả lời về tuổi của một người bạn bằng tiếng Anh. Về nhà, các em đã thực hành với các bạn của mình chưa nhỉ? Tuần này, chúng mình sẽ học cách hỏi và giới thiệu bạn của mình trong tiếng Anh các em nhé. Are you ready? Now, it's time to start. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với các từ mới hôm nay. Cô sẽ giới thiệu với các bạn các từ vựng và các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Teacher. 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 Friends. 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 Classmate. 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 They. 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 Two. 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 So now, can you repeat after me? Teacher. Teacher. Friends. Friends. Classmate. Classmate. They. They. Two. Two. Vậy, để hiểu nghĩa của các từ mới, chúng mình hãy cùng nhìn lên tranh và đoán nghĩa của từ nhé. Bức tranh thứ nhất. She is my teacher. She is my teacher. Vậy các em thấy từ teacher trong tranh có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là giáo viên đấy các em ạ. Hoặc là thầy giáo hoặc cô giáo, chúng mình cũng đều dùng từ teacher. Các em hãy cùng đọc lại theo cô. Teacher. Teacher. Và teacher có nghĩa là giáo viên, thầy giáo, cô giáo. Các em hãy cùng nhìn lên bức tranh thứ hai. He is my friend. He is my friend. Từ friend ứng với bức tranh thứ hai có nghĩa là bạn bè. Các em cùng đọc lại theo cô. Friends. Friends. Friends có nghĩa là bạn bè các em nhé. Trong bức tranh thứ ba, các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của gì nhỉ? They are my classmates. They are my classmates. Vậy từ classmates ứng với bức tranh thứ ba có nghĩa là bạn học cùng lớp. Các em cùng đọc lại theo cô. Classmate. Classmate. Các em nhớ classmate có nghĩa là bạn học cùng lớp các em nhé. Trong bức tranh thứ tư, các em sẽ thấy they are my friends. They are my friends. Vậy chủ ngữ they trong bức tranh trên có nghĩa là họ, bọn họ, và câu đấy có nghĩa là họ là bạn của tôi. Các em chú ý, they có nghĩa là họ, bọn họ nhé. Và trong bức tranh cuối cùng, các em nhìn thấy những từ như sau. They like cookies. I like cookies too. Câu đấy có nghĩa là họ thích ăn bánh và tôi cũng thích ăn bánh. Vậy từ too trong ví dụ còn có nghĩa là cũng, khi muốn thể hiện rằng chúng ta cũng thích điều gì đó giống với nghĩa của câu trên thì chúng ta sẽ dùng từ too ở cuối câu. Các em hãy đặt thêm các ví dụ với các từ trên nhé. Thank you.
chúng mình sẽ học thêm các cấu trúc để giới thiệu bạn của mình. Cô sẽ giới thiệu với các bạn cấu trúc đầu tiên, cách giới thiệu bạn của mình. This is my friend plus name. This is my friend plus name. Các bạn chú ý, this is my friend cộng với tên có nghĩa là đây là bạn của mình. Ví dụ, this is my friend Sarah. This is my friend Sarah. Có nghĩa là đây là bạn của mình, bạn Sarah. Một ví dụ khác. This is my friend Lathan. This is my friend Lathan. Có nghĩa là đây là bạn của mình, Lathan. Các em hãy nhớ cấu trúc này để giới thiệu với các bạn của các em. Sau đây, cô sẽ giới thiệu với các em một cấu trúc khác để hỏi và trả lời xem ai đó có phải là bạn của người đang nói chuyện hay không. Các em cùng chú ý nhé. Cách hỏi như sau. Is name your friend? Is name your friend? Tức là is cộng tên cộng your friend. Có nghĩa là đó có phải là bạn của cậu không? Nếu người trong phần tên là nam, các em hãy trả lời yes, he is. Yes, he is. Tức là đúng vậy. Hoặc là no, he isn't. No, he isn't. Có nghĩa là không phải thế. Tương tự như vậy, nếu trong phần tên là nữ, các em hãy trả lời. Tương tự, nếu trong phần tên là nữ, các em hãy trả lời yes, she is. Tức là đúng vậy. Hoặc là no, she isn't. Tức là không phải vậy. Cô sẽ đưa cho các em một ví dụ để các em nhìn rõ hơn nhé. Ví dụ, is Mimi your friend? Yes, she is. Câu này có nghĩa là Mimi có phải là bạn của cậu không? Và người trả lời nói rằng đúng vậy. Một câu khác. Is Josh your friend? No, he isn't. Câu này có nghĩa là Josh có phải là bạn của cậu không? Người trả lời cho rằng không phải. Một câu trúc khác. Nếu chúng ta muốn hỏi cho nhiều người, chúng ta hãy dùng câu trúc sau. Are they your friends? Are they your friends? Câu này có nghĩa là họ có phải là bạn của bạn không? Tức là chúng ta muốn hỏi cho nhiều người. Cách trả lời. Yes, they are. Đúng vậy. Hoặc là no, they are not. Một cấu trúc khác cô muốn giới thiệu với các em đó là khi muốn hỏi và trả lời xem người thứ ba là ai thì chúng ta sẽ dùng who is she? Who is she? Who dùng để hỏi ai đó hoặc người nào đó. Đấy các em ạ. Và trả lời là she is my friend plus name. Tức là cô ấy là bạn của mình. Chúng ta có thể thay tên của bạn của mình vào phần name. Ví dụ, who is she? She is my friend, Lauren. Who is she? She is my friend, Lauren. Cô sẽ hỏi một câu tương tự. Who is he? Who is he? Anh ấy là ai vậy? He is my friend plus name. Anh ấy là bạn của mình. Ví dụ, who is he? He is my friend Jake. Vậy nếu muốn hỏi họ là những ai, chúng ta sẽ dùng câu sau. Who are they? Who are they? Họ là ai? They are my
friends. They are my friends. Họ là những người bạn của tôi. Hoặc là các em có thể liệt kê tên bạn của mình. They are Sarah, Lauren and Josh. Bây giờ các em hãy cùng cô thực hành đoạn hội thoại này nhé. Nick, this is my friend Tony. Hello Tony, nice to meet you. Is Mickey your friend? Yes, he is. Is Tony your friend, Nick? No, he isn't. Who is she? She is my friend, Jessica. Who is he? He is my friend, Mickey. Who are they? They are Sarah, Josh, and Jack. Are they your friends? Yes, they are. They are Nick's friends too. Các em về nhà hãy đặt những đoạn hội thoại như hội thoại mẫu của cô và thực hành hỏi những người xung quanh của mình nhé.